Thông tin tiểu sử ca sĩ Ánh Tuyết Ánh Tuyết Sinh ngày 1 tháng 3 năm 1961 ở Hội An Là một ca sĩ Việt Nam nổi tiếng Ánh Tuyết thành danh với các ca khúc của Văn Cao và Tiền Chiến Ánh Tuyết tên thật là Trần Thị Tiếc nhưng lúc làm giấy tờ bị ghi sai thành Trần Thị Tiết, sinh ra trong gia đình hoạt động nghệ thuật, bố dạy nhạc. Các anh là nhạc công. Ánh Tuyết có môi trường tiếp xúc nhạc từ nhỏ. Bé mèo bắt đầu hát từ năm lên ba tuổi. Với tình hoài hương, tình cố đô, Ánh Tuyết bắt đầu ca hát chuyên nghiệp từ năm 1969. 1978, Tuyết đầu quân về đoàn ca múa nhạc Đà Nẵng. 1980, học nhạc viện Huế. Sau khi ra trường, tuyết về đoàn hải đăng của Khánh Hòa, tháng 7 năm 1993, chị được mời hát trong chương trình riêng của Văn Cao. Có sự dự thính của ông, Văn Cao đã vui đến chào nước mắt vì có người hát nhạc của mình hay đến vậy. Báo chí sau đó đồng loạt viết về ánh tuyết như một hiện tượng trong làng âm nhạc Việt Nam đặc biệt với những ca khúc của Văn Cao. Các CD của Ánh Tuyết Bến cũ ca khúc Văn Cao hát cho yêu thương phan bà trước cung đàn. Xưa thằng cuội tuyệt phẩm Lê Thương thu quyến rũ nhạc đoàn truyền từ Linh Hội Trùng. Dương, thu âm trực tiếp ngày 2 tháng 11 năm 2001. 2005, đi tìm 2005 suối mơ đến thiên thai thu âm trực tiếp vôn chín còn gì cho em phạm thế mỹ